giới thiệu đây là phố Văn Miếu nha. Đây là trong này là Văn Miếu Quốc Tử Giám này. Văn Miếu Quốc Tử Giám nha. Xin giới thiệu đây là Grabling, cái sản phẩm về handicraft. Lịch nước ngoài vào đây thì mua rất là nhiều. Đấy, handicraft nhé. Chỉ là 51 phố Văn Miếu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Website là grabling.com.vn. Để vào những mà xem xung quanh cửa hàng nhé. Các gian hàng nhé. Các sản phẩm. Sản phẩm sơn mài nhé, các sản phẩm sơn mài làm công rất là đẹp. Cửa hàng Grabling tại 51 Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chuồn bằng gỗ là rất là đẹp luôn. Đó, chuồn có giá 44.000.
túi thổ cẩm được dệt bằng thủ công hết. Người dân tộc đây là đồ mây tre, hàng rất là đẹp, chất liệu rất là đẹp rồi. Giống này, giống rất là đẹp. Đây là những cái thìa bằng sơn mài nhé, thìa bằng sừng nhé, thìa này bằng sừng và được bọc bạc, bọc bạc để trộn salad, trộn salad rất là đẹp. Khăn nhé, khăn made in Việt Nam, khăn nguyên mực Việt Nam, khăn nguyên mực. Rồng. Tiếp tục hàng sơn mài nhé, hộp rất là đẹp, bóng đẹp. Thank you.
rất là xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người thấy video hay nhớ bấm đăng ký kênh của mình ủng hộ nhé. Mình xin cảm ơn. Có thể comment ở dưới nữa. Xin cảm ơn, chào cả nhà.